Tôi xin chào cô chú anh chị và quý vị. Hiện tại quý vị đang có mặt ở quốc lộ 1A Tân Quý Tây, Bình Chánh cả nhà. Thì hiện tại bây giờ là cái đường về Long An bây giờ được chốt chặn và rất nhiều người dân đang đi về. Hiện tại thì người dân sẽ được đưa về cả nhà nha. Và theo cái bảng mà người ta giao trắng trắng Long An đồ cần Tân An đồ á cả nhà thì sẽ được đưa về. Đó, đưa bằng xe gì BB cũng không biết, là chắc là xe của xe khách cả nhà. Để BB có thể là tìm hiểu thêm về chi tiết như thế này, để BB hỏi với người dân thử. Hiện tại bây giờ rất là nhiều người bà con công nhân không biết tại sao mà thành phố đã mở lại rồi nhưng mà bà con vẫn đi về cả nhà, rất là đông luôn. Tại nhà rất là đông, tại khoảng là trên dưới là khoảng 500 người cả nhà. Hướng về cho tỉnh miền Tây bây giờ là rất là đông. Thì những người mà đi trong cái gần sát ở đây thì vẫn sẽ rẽ vào bên kia đường nha. Và còn là ai muốn về quê thì sẽ đi chặn lại. Đó là được tour được về với nhau. Ai sắp chăng chạy lên tuốt cầu chạy nó chạy đâu chạy đi. Chăng ta lên lấy về đó. Vĩnh Long cả nhà, không tăng. Có. Rất là đông cả nhà ơi, rất đông và có lô đồ rất là nhiều. Về các tỉnh miền Tây luôn cả nhà nha. Sẽ có đưa xe đưa về để BB tìm cái xe nào mà đưa về cả nhà. Để BB hỏi thử. Đây cả nhà thì người đứng đây họ đợi thông báo rồi những chiếc xe đò ở cả nhà, xe đò bình thường cả nhà. Có bảng trắng trắng á là sẽ được về. Cái bảng trắng trắng họ treo là Tiền Giang nè. Này là Tiền Giang cả nhà, anh nó quay quay không thấy đường gì hết. Tiền Giang giờ rất là đông cả nhà ơi. Ủa anh về đâu anh? Anh Bến Tre lần hả? Nhưng mà mình về là mình đọc thấy cái bảng người ta dơ vậy mình xin về hay sao? Mấy bạn trắng trắng á hả? Dạ. Rồi khi nào mình được về chị hả? Biết không? Dạ không, giờ phải đợi. Đợi mình test xong rồi. Lên xe. Test Covid xong rồi mới được về đúng không? Lên xe là lên xe chuyên dụng của công an đưa về xe đò đúng không? Lên thôi, xe chuyên dụng không biết làm gì nữa. Còn xe đi về là đi về xe đò. Sáng giờ chị đứng đây bao lâu rồi? Mới tới hả? Lấy gì đó có cách ly không ta? Cách ly chứ. Gì đó cách ly? Cách ly mà chưa biết cách ly bao nhiêu ngày. Chưa biết cách ly bao nhiêu ngày. Đủ giấy tờ hết thì nghe nó. Sao cô chú không ở lại đây làm mà lại đi về làm gì? Chị hết nổ rồi, hết nổ rồi hả? Làm mà giờ cũng chưa có làm nữa, cứ chờ đợi hoài, chứ tiền bạc cho quan mà chờ đợi gì đâu. Bữa nay công ty em làm là còn về nè, em ở ngoài công ty luôn. Mà sao vậy? Là công ty còn làm vẫn về luôn hả? Bữa nay công ty dưới con nhỏ nhà mấy bốn không hết giờ đâu giờ đâu. Ồ. Tại vì người nghĩ càng ngày cái F0 nó càng nhiều á, rồi cái đường nhiều quê nó chờ đợi vô mặt. Đúng rồi. Công ty con nhỏ nhà nữa. Chứ về đây tới Tết rồi còn con nhỏ này kia về không được nữa. Bữa nay là công ty em hiện tại đang mở cửa làm bữa nay luôn nè. Là bắt buộc phải là về sợ về F0 nhiều quá sợ đúng không? Càng ngày F0 càng nhiều đó, gửi đường về quê mình khó đi. Không sợ không về được thôi chứ không phải sợ bệnh. Nhà có con. Chứ em đăng ký hội đồng hương cũng lâu lắm rồi cũng đâu có được về đâu. Hội đồng hương đăng ký rồi mà chưa được về luôn. Đăng ký lâu lắm. Mới cho em gì hết trơn. Đăng ký rồi tới giờ cũng không đăng ký gì được. Đăng ký phường cũng đâu có được gì đâu. Thì chợ cũng thông báo đi làm luôn. Sáng nào
Đây cả nhà, đây công nhân được đi làm rồi mà người ta vẫn quyết định là đi về để an toàn đúng không? An toàn là trên hết. Mở công ty không tốn tiền nhà trọ luôn mà bữa nay công ty em làm. Mở công ty không tốn tiền nhà trọ mà vẫn về. Quyết định về luôn. Đây cả nhà. Rất là đông. Sáng giờ được mấy tour đi rồi anh hả? Không biết hồi khuya có tour nào không, cái này sáng giờ là chưa có tour nào cho nó. Là bắt đầu hồi khuya giờ luôn. Ồ. Đây rất đông cả nhà. Ông mấy bạn trắng trắng người ta đi dơ, người ta tìm rồi đăng ký xếp theo dãy rồi về. Đây, xe máy đây cả nhà. Rất nhiều xe. Chịu hết nổ rồi. Bà con ở đây tâm sự rằng là đã chịu hết nổ rồi, bây giờ phải về. Đó. Công việc thì đã mở cửa lại rồi nhưng mà bà con vẫn quyết định về cả nhà. Hy vọng rằng thì bà con sẽ nghĩ lại để ở lại làm, chứ thật sự mà nếu mà về như vậy thì rất là dịch bệnh cả nhà nhé. Đó, muốn về là phải qua test xong, test giấy âm tính xong rồi đợi xe đưa về. Xe máy thì đưa lên xe tải chở, còn người thì lên xe đò chạy về cả nhà nha. Đây mấy cái bạn trắng trắng ở đây bị quay vậy nè. Mấy bạn trắng trắng vậy người ta vô. Cái bạn đó là Cà Mau. Cho bay. Dịch bệnh từ tháng bây giờ không có nhắn tin gì hết trơn cho công nhân biết rồi. Nào làm hết trơn. Ý là công ty là anh làm công ty gì? Công ty Lộc Ích. Dịch mai Lộc Ích. Bây giờ anh quyết định về là về đó là nông sống luôn chứ không có ở đây nữa rồi. Chăn nuôi sống. Có gì thì mẹ nó nuôi con chứ lên đây bỏ con dưới rồi đó, có gì ai lo cho con. Nhờ hên giữ mạng về chứ phải có mạng, không có mạng về con bỏ một coi. Kêu ở yên trong. Sao anh quyết định về như vậy tù không được hay sao anh hả? Ở đây gì tiền đâu rồi đóng tiền học cho con về vô tới học nữa hai đứa. Rồi tiền ăn nữa. Tiền ăn rồi tiền trọ trên này còn thiếu tiền trọ nữa. Đây ở nhà công nhân vừa định về hết chấp nhận cuộc sống làm nông, làm dân nông dân ở quê. Chứ ở đây rất là nghi họ sợ với lại tiền bạc công ty thì công ty chưa thông báo đi làm lại hả? Chưa thông báo đi làm gì hết trơn. Có nhiều người được thông báo là ở lại làm mà người ta vẫn về. Sợ hết trơn, giờ về quê là có chuyện gì là con cái ai nuôi đúng không, cha mày già nữa, về quê mà yên ổn hết thì nó mới có đảo lên lại. Đây là biến nằm liền chỗ 4-5 năm nay rồi à. Rồi anh thất nghiệp hồi đầu 4 tháng nay về được đúng không? 4 tháng nay mà không được. Đây cả nhà, thì bà con quyết định về hết không ở lại. Và những tiếng xe bây giờ đang một ngày càng đông cả nhà, rất là đông luôn, tập trung rất là đông. Đó. Còn gì bớt qua hẻm kia, ở đây là cái tuyến đường là Hiền Bình Chánh hướng về Long An, cũng như là tới các tỉnh miền Tây, quốc lộ 1A cả nhà nhé. Công nhân đồ là về hết, không ở lại một ai hết, không bất kỳ ở lại một ai hết cả nhà. Hy vọng đó là quyết định đúng đắn nhất của bà con, tại vì bây giờ cũng khó cả nhà nha. Về cũng dịch bệnh như vậy phải cách ly nữa, rất là nguy hiểm. Đây đi qua những tờ giấy coi nè anh, trên em coi cái anh, cái này là gì anh hả? Là giấy test. Giấy test là mình test bên kia đúng không? Đó cả nhà, được test ở đây luôn rồi đi về. Còn những người test sẵn thì có hiệu, cái tờ giấy có hiệu lực 3 ngày thì mang đến đây được đưa về cả nhà nha. Đây con nít, trẻ em, người lớn, người già gì có hết. Bây giờ quyết định đi về hết cả nhà. Đây bên kia là Vĩnh Long, cả nhà tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long. Đó là những cái tờ giấy đó, lại mình hỏi người ta, cái người ta sẽ báo cho xe nơi đậu.
rồi xe về như thế nào, mấy giờ thì chưa có biết, nhưng mà sẽ test Covid xong rồi giấy tờ đầy đủ, một mũi hai mũi sẽ được về đó. Rồi cách ly như thế nào thì sẽ về bên địa phận của tỉnh thì họ sẽ bàn giao về cái việc cách ly mấy ngày cả nhà nhé. Nhưng mà hiện tại bây giờ tập trung rất là đông đó cả nhà, hầu hết bà con ở đây được chích hết rồi, được tiêm hết rồi, cho nên là bà con được ở đây qua đây để sắp xếp cách đi về. Xe rất đông, xe khách nè, những tiếng xe đò như vậy là sẽ chở bà con về. Nghe nói là từ khuya tới giờ rồi, từ khuya tới giờ rồi cả nhà. Đây những chiếc xe đang hành tình đang chuẩn bị đưa bà con về, rất đông. Đây cả nhà, có giấy test xong rồi, cái này lại bên kia test hả? Lại ngay dưới đầu bên kia cả nhà, đầu bên kia test rồi nha nhá. Hy vọng rằng thì bà con nếu mà có công việc ổn thì ở lại làm cả nhà, chứ mà diện này nguy hiểm lắm. Đó, tập trung rất là đông, nguy hiểm lắm cả nhà, cho nên là cả nhà hãy suy nghĩ và ở lại với thành phố đi. Rồi thành phố sẽ có cách giải quyết tốt nhất cho bà con nha, chứ mà về như vậy nguy hiểm lắm. Đông như vậy không biết khi nào bà con được về nữa, từ khuya tới giờ còn rất là đông rồi cả nhà. Còn rất đông luôn. Bên kia là nơi test kìa. Vâng, bên kia là nơi test. Hai chỗ địa điểm có cái coi dù cả nhà là chỗ test cái Covid. Bây giờ là những anh quân đội với những dân phòng họ sẽ đi phát tờ giấy cho bà con để chuẩn bị giấy test Covid cả nhà nhé. Công nhân xí nghiệp rồi là đi về hết. Giờ mình về đâu chị? Đồng Tháp anh. Đồng Tháp luôn. Dạ. Mình đợi hồi mấy giờ tới giờ rồi? Sáng sớm. Sáng sớm. Chiều qua tới nay. Có người chiều qua tới nay luôn hả? Sáng sớm thì đợi đợi nữa. Trời ơi. Rồi sao bà con lại về? Ở đây không có tiền cho ăn, không tiền trọ đóng, chỗ không cho ở. Dạ. Định về quê sống thôi. Làm nông dân hả? Làm nông dân. 3 tháng trời nó cho cái 5 kg gạo ăn uống gì được. Đây cả nhà bà con nằm la liệt như vậy đây. Nằm la liệt để chờ cái phiếu được về cũng như là thông báo về. Bây giờ thì người dân đổ về rất là nhiều, cho nên là bà con hãy xem xét lại ở lại thành phố để có thể là kiểm soát được dịch bệnh và giữ an toàn nhất có thể cho bản thân cũng như là cộng đồng cả nhà nhé. Chứ bây giờ không biết người nào nhiễm, không biết người nào không nhiễm rồi đi về như vậy rất là nguy hiểm cả nhà nha. Thì mong rằng cô chú mà có xem video này muốn về quê thì hãy suy nghĩ lại và ở lại tiếp tục công việc của mình nha. Rồi ở đây có bán đồ ăn đâu mà giờ sao? Thì cũng có người cho bánh mì, cho nước rồi này uống đỡ nữa. Sáng giờ có người phục vụ hôm giờ cho nước uống cho mì gói luôn đó. Anh là sáng giờ luôn hả? Dạ, đợi sáng giờ. Còn có nhiều người hồi tối giờ luôn. Rồi hết tất rồi đó, tất cỡ mấy ngàn rồi đó. Mấy ngàn rồi đó hả? Tất giờ mấy ngàn người đó. Mấy ngàn người cả nhà. Hồi khuya giờ là bà con bắt đầu là đi xe về. Đúng rồi. Chắc là các anh lực lượng ở đây chắc làm liên tục. Rồi sáng đêm hôm. Liên tục. Liên tục. Cực không? Chịu không nổi thì cuối cùng cũng thông chốt cho qua thôi. Chứ ta bây giờ mới bắt buộc làm để vì cũng vì người dân để họ an toàn nhất có thể. Lo sức khỏe của bà con nữa. Ở chỗ này không chủ không nổi đâu. Dạ. Hy vọng rằng thì bà con sẽ được đãi ngộ tốt để bà con có thể ở lại, chứ mà đi về hết vậy rất là nguy hiểm. Và thứ nhất, thứ hai rằng là công ty xí nghiệp sẽ mất rất là nhiều nguồn lao động cả nhà nha. Về rất là nhiều hàng ngàn người rồi. Bây giờ thì nhẩm nhẩm ở đây thì cả là 500 người, nhưng mà nghe nói từ sáng giờ hồi khuya giờ là mấy ngàn người rồi. Thì thông tin thì Vi sẽ cập nhật tiếp theo cho cả nhà xem nha. Bây giờ thì Vi sẽ đi hỏi từng người dân như thế nào và kết thúc video tại đây.
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo quý vị ạ.